Nhìn trên hình mọi người đang thắc mắc, ủa cái gì vậy trời? Phải là cái móng tay không? Mà chắc chắn là nó đó. Khoe làm nail gặp khách có móng tay kỳ lạ, cô gái giàu đọc bình luận mới dở lẽ. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, lần đầu tiên cô chủ tiệm nail đối diện với bộ móng tay độc lạ của vị khách người Tây. Theo đó, đôi bàn tay của vị khách vừa to vừa tròn khác lạ với người thường. Không những thế, móng tay thâm đen lại và bóng mẩy lên, đụng vào cảm giác rất thích thú. Tuy nhiên, đằng sau sự đáng yêu ngộ mắt của người xem là sự thật về căn bệnh đang tiềm ẩn bên trong vị khách ấy. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã nhận định rằng, dựa theo bề ngoài của đôi bàn tay, có thể vị khách này đang gặp phải ngón tay dùi trống. Dấu hiệu cho thấy ông đang tiềm ẩn bệnh tim hoặc bệnh về phổi, thiếu oxy máu, thậm chí là ung thư phổi bên trong cơ thể mình. Không ít người có người thân, người quen, thậm chí những người đang bị căn bệnh về tim và phổi cũng vào xác nhận thông tin. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Theo cái mình đang học thì những bàn tay liên quan đến bệnh tim mạch, ung thư phổi sẽ có dấu hiệu ngón tay dùi trống. Dáng tay thì trời sinh nhưng màu móng tay là dấu hiệu của sức khỏe rồi. Nhưng mà có bạn nào để ý chiếc nhẫn bị chật quá rồi không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.